Kính thưa toàn thể quý cô bác anh chị em đang có mặt trong cái lễ đính hôn của nhà trai Bạch Công Khanh và nhà gái Nguyễn Thị Lệ. Nữa thì chúng tôi xin nhau nguyện là hai đứa sẽ sống với nhau trăm năm hạnh phúc và bạc lầu gia lão ạ.